Trở lại với đấu trường Serie A Ý thì chúng ta thấy ngày đêm nay, rạng sáng ngày mai sẽ có hai lượt trận. Vào lúc 23:30 đêm nay thì có Cremonese và Spezia. Còn lúc 1:45 Sassuolo với lại Verona là hai trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch bóng đá Ý. Thì video này mình nhận định trận đấu giữa Cremonese và Sampdoria vào lúc 23:30 tối nay ngày 24/10/2022 giờ Việt Nam, trận đấu trong khuôn khổ đấu trường Serie A giải vô địch bóng đá Ý vòng loại số 11. Và chúng ta thấy đó là kèo chính trong trận đấu này chỉ là kèo 0.25 cho đội chủ nhà thôi, và kèo sẽ được hạ xuống đồng banh nâng lên 0.5. Kèo nói chung là tùy tình hình biến động của trận đấu. Thì trước khi vào nội dung chính của video thì anh em hãy ủng hộ mình một like, một subscribe, bấm nút chuông đăng ký ở góc màn hình để đón chờ những video nhận định tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, Cremonese sẽ đón tiếp Sampdoria vào lúc 23:30 tối nay tại sân động Giovanni, sân nhà của câu lạc bộ Cremonese. Thì đây là một cái cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển đang gần như là đáy xã hội, đó là vị trí thứ 19 và vị trí 20, là hai vị trí cuối cùng của bảng xếp hạng Serie A. Và sau 10 lượt trận thì hai bên chia nhau mỗi một ông 3, một ông 4. Tức là trung bình chỉ có gọi là, và chính hai đội bóng này là hai đội bóng duy nhất không có một trận chiến thắng nào trên tổng số 10 trận đấu vừa qua. Cremonese thì có 4 hòa và 6 thua. Sampdoria thì có 3 hòa và 7 thua. Một ông 4 điểm, ông 3 điểm, thành tích quá là tệ. Và với cái thành tích này thì gần như là hai đội này sẽ phải xuống đấu trường Serie B để thi đấu. Với cái con số nó phải lên tới khoảng 80% theo mình dự kiến như vậy. Đấy. Thì thực sự là một cái thành tích tệ hại như thế này thì một cái cuộc đối đầu không hay cho lắm. Cho nên một cái kèo thi đấu này rất có khả năng là sẽ làm cái kết quả xỉu sẽ xảy ra. Lịch sử thi đấu trước đó của cả hai đội tuyển thì gần như là không có, bởi vì là riêng Cremonese, Sampdoria là hai đội thi đấu ở đấu trường Serie B cũng khá là lâu họ mới quay trở lại đấy. Đây chúng ta nhìn sơ về mùa giải trước. Đây, Cremonese họ thi đấu ở đấu trường Serie B gần như là hơn 20 năm mới quay trở lại đấu trường Serie A. Cremonese họ mới quay trở lại đấu trường Serie A, tức là gần cơ hội của họ quay trở lại là từ năm 96. Năm 96 đến bây giờ thì tính theo thời điểm hiện tại nó là rơi vào khoảng 17 năm mới quay trở lại đấu trường Serie A. Và quay trở lại thì hứng chịu ngay gọi là cái sự khắc nghiệt của đấu trường cao nhất nước Ý. Và cái việc mà đang ở cái vị trí gọi là gần áp chót ấy, nó là một cái điều hiển nhiên thôi. Sampdoria cũng gọi là quá là quen với cái thành tích này rồi, có lẽ rằng qua cái mùa giải này thì Cremonese lại quay trở lại đấu trường Serie B để thi đấu tiếp thôi. Đó. Thì cái kèo đấu này thì thực sự là nó cũng không mãn nhãn cho lắm, nên cho nên là cũng không có gì phải nhận định nhiều. Với cái cuộc đối đầu này thì chúng ta thấy lịch sử thi đấu không có nhiều và cách đây khá là lâu rồi, không thể nào dựa vào dữ liệu này được. Lịch sử thi đấu gần đây nhất của hai đội bóng thì chúng ta thấy đó là gần như là Cremonese đều để đánh thua những cái ông lớn như là Napoli này, Lazio này, Inter Milan. Đấy là ba cái ông mà đang thi đấu ở cúp C1, đại diện của nước Ý thi đấu ở cúp C1 thì thua toàn là 4-1, 3-1, 4-1 đấy. Còn đâu thì cũng cầm hòa với gần như là các cái đội bóng còn lại. Thì thành tích này gọi là tạm chấp nhận được khi mà một đội bóng ở đấu trường Serie B đi lên cầm chừng được với các đội bóng. Thậm chí AS Roma cũng chỉ đánh bại là 1-0 thôi. Đó. Còn về phía Sampdoria thì chúng ta thấy là các cái kết quả xỉu nổ ra khá là nhiều. Với cái kèo đấu này thì mình nghĩ rằng là một kết quả xỉu sẽ nổ ra tiếp. Thực sự là đây một cái trận đấu mà có lẽ là anh em chỉ có theo kèo và anh em gọi là chờ kết quả thôi. Nó không hay cho lắm và nó không mãn nhãn cho lắm. Đấy là cái nhận định của mình. Còn anh em mình có ý kiến gì để lại bình luận sau video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.